Tường Vân và Quốc Thuận. Xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Con có một cái sở thích rất là đặc biệt là con thích uống trà. Thì cái lần đó là con đăng lên Facebook, con khoe một món trà gì con mua. Thì anh vào, anh kêu là anh cũng rất thích món này nhưng anh không tìm được. Nhưng mà cô Vân ơi, sau này con mới phát hiện ra là chồng con không có thích uống trà. Vậy mà tới giờ còn bày đặt 50-50 nữa, nói thẳng luôn đi 100% đấy. Cái ngày mà con sinh bé đầu tiên á, con ở trong bệnh viện. Anh nói con đúng con câu à, thôi anh của anh về nước rồi, anh phải lấy xe anh đón. Mặc dù con ở viện có một mình, mà ngày đó là con sinh luôn á cô, con sinh em bé mới có ngày 1 à. Xin mời quý vị chúng ta cùng đến với câu chuyện đầu tiên của cặp vợ chồng đầu tiên. Thôi mà hai vợ chồng giới thiệu về mình. Dạ, con tên là Trương Ngọc Thu ạ. Năm nay con 34 tuổi, quê con ở Bạc Liêu nhưng mà con sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của mình là về sản xuất mỹ phẩm và con có 3 nhà máy mỹ phẩm. Wow, quá giỏi. Còn đây là... Dạ, con tên Huy, 33 tuổi. Con... phụ vợ thôi. Dạ. Hai vợ chồng là cùng làm ở một công ty đúng không? Bây giờ hai đứa kể cho chú nghe đi là hai vợ chồng lần đầu tiên gặp nhau ở đâu? Đúng rồi. Và có ấn tượng gì về nhau? Con nhớ lần đầu tiên mà con gặp chồng con á, thì lúc đó con gặp trên Facebook. Anh ở rất là xa, về cái khoảng cách địa lý là anh ở Úc luôn. Con thì ở Việt Nam, thì con kinh doanh ở đây. Con có một cái sở thích rất là đặc biệt là con thích uống trà. Thì cái lần đó là con đăng lên Facebook, con khoe một món trà gì con mua. Thì anh vào, anh kêu là anh cũng rất thích món này nhưng anh không tìm được. Ủa, tự động vô comment vậy hả? Không, vô inbox luôn. Vậy con rất là ấn tượng với anh này là tại sao anh có một cái gu rất là giống mình. Mà cái gu đó đặc biệt là một số người trẻ người ta sẽ không thích lắm. Về con thích uống trà gì? Vậy con thích tất cả loại trà về thảo mộc. Dạ. Rồi Huy cũng vậy luôn. Dạ. Có nghĩa là vào giao lưu vì trà hay là vì nhan sắc của cái người ở trong Facebook? 50-50. Nhưng mà cô Vân ơi, sau này con mới phát hiện ra là chồng con không có thích uống trà. Vậy mà tới giờ còn bày đặt 50-50 nữa, nói thẳng luôn đi 100% đấy. Hay quá ha, rồi xong sao? Dạ, có nghĩa là inbox với tư cách là bạn thôi. Tại vì thật sự nam mà vô trang của con thì con cũng rất là ngại để tiếp xúc trên Facebook. Con là người thích về cảm xúc á, thì ảnh vô mình rất là ấn tượng với ảnh thì bắt đầu trò chuyện. Thì ảnh mới chia sẻ về cái cuộc sống của ảnh. Đâu đó hai vợ chồng cũng chỉ là bạn thôi trong thời gian đầu. Cách đây mấy năm rồi con? Dạ, cách đây cũng khoảng 5-6 năm anh. Rồi nó nghe nè, nói chuyện hợp không? Dạ, con thấy anh này ảnh cũng hiền, rồi cũng không có lời lẽ nhiều. Mình thì thuộc dân kinh doanh nên con nói chuyện rất là nhiều. Và con là cái cầu nói để bắt chuyện cho ảnh. Anh để anh nói thôi chứ anh không có nói nhiều lắm. Rồi khi nào thì hai bạn mới gặp nhau ngoài đời? Dạ, chắc sau đó khoảng là 4 đến 5 tháng thì chồng con mới từ Úc về Việt Nam. Và về với tư cách là bạn thôi chứ tụi con cũng chưa nghĩ là tiến xa hơn nữa. Mà về vì con đúng không? Chứ đâu có business gì ở đây đâu. Đừng có 50-50 nữa nha. 50-50 nữa là con đi về con đi chơi. Con đi về con thăm người nhà. Trước khi mà biết cô này thì ở bên Úc là con có bạn gái gì nhiều không? Dạ cũng có, nói không chắc không có hỏi đâu. Cũng có nhưng mà chỉ là giống như quen cũng vậy. Thoáng qua thôi ha. Dạ, không có ấy lắm. Giờ cô muốn hỏi cái lần đầu tiên gặp vợ con ngoài đời á, cái mood của con cỡ nào? Con thấy cũng bình thường. Con thấy cũng bình thường. Bình thường, đẹp vậy mà bình thường gì ông? Thiệt bình thường, con nghĩ là giống như thời điểm đó là bạn thôi chứ con cũng không nghĩ gì nhiều. Chưa có gì hết. Hỏi Thu nè, hiểu trước khi gặp anh này thì Thu có những cái mối tình nào rồi? Dạ, thực ra là trước khi con gặp chồng con đã có một đời chồng trước. Và con cũng có 2 bé. Thì sau khi mà chia tay á, cô Vân biết là định kiến xã hội dành cho người đàn bà cũ rất là nặng nề. Thì con lại nghĩ là con sẽ tập trung vào sự nghiệp nhiều hơn. Thì con quen với anh này chủ yếu là về tư cách là bạn bè thôi. Thật sự nếu mà anh không vô hỏi về trà, con sẽ không bao giờ trả lời. Vì thời gian đó con nghĩ là con sẽ tập trung vào phát triển công việc và sự nghiệp là chính. Nhưng mà lần đầu tiên gặp anh ấy ở trước mặt mình thì thấy có ấn tượng gì về ông Huy này không? Tại vì anh thuộc cái tiếp người hiền đó chú, nên con cũng không có ấn tượng quá nhiều. Nhưng mà con là người yêu bằng lời nói. Có nghe con khoái nghe, con thích nghe lắm. Tuy nhiên ở lại với một người nào đó hay không là bằng cả hành động nữa. Về có những cái điều mà anh làm á, mình cảm thấy là trong mình rất là cảm xúc. Ví dụ như có một cái lần đó con đi chơi với con bé con của con, thì anh điện thoại, anh hỏi em ơi em đang ở đâu rồi? Thì mới nói là tại vì đây là cuối tuần nên em phải dẫn con em đi chơi. Để nói thôi vậy em ở đâu, anh chạy ra. Khi mà anh chị ra xong cái anh chơi với một con bé con nhỏ mình, mà một bé gái nữa cô. Anh chơi rất là kiểu là thân thiết như một gia đình, và con rất là cảm xúc vì điều đó, và con cảm nhận được điều đó thì con rất là quý anh này. Và nhìn được một cái gì gọi là đặc biệt nhất có thể từ trước tới giờ mình gặp những người khác. Đến lúc nào thì con biết là vợ con có cái em bé rồi? Trước đó đã biết rồi. À, trước đó không biết rồi. Trong lúc nói chuyện với nhau là đã biết rồi đúng không? Thì con có cái lăn tăn gì không? Dạ không, con nghĩ thoáng. Đến khi nào thì Huy mới phát hiện rằng là Huy thấy cô này rất là đặc biệt và Huy yêu cô? Không biết nói sao nữa. Tức là về lần đầu là đã thương chưa? Dạ chưa. Đúng rồi, Huy về được bao lâu? Về thường khoảng 2 tuần. Là đi qua Úc lại. Dạ. Rồi là đi về Úc nè, đi về Úc trở lại rồi bao lâu qua lại? 4-5 tháng nữa. 4-5 tháng. Còn Thu, đến khi nào thì Thu yêu Huy? Vì tình cảm của tụi con cũng đến nhau tới bây giờ, tận thời điểm này hai đứa cũng chưa bao giờ anh tỏ tình với con hết. Dạ, anh cứ hành động liên tục như vậy á. Mẹ cũng không bao giờ nói là anh thương em thế này hay anh thế nọ. Thậm chí tận thời điểm này anh cũng chưa có một lời cầu hôn. Nhưng mà lần thứ nhì á thì là Huy đã yêu Thu chưa? Cũng có. Rồi lúc nào thì Huy quyết định là sẽ đi đến hôn nhân với Thu? Con không có nghĩ tới cái vấn đề là giống như là hôn nhân. Con chỉ muốn giống như là mình cảm giác giống như là muốn làm mọi thứ thôi. Làm mọi thứ cho cổ thôi. Dạ. Thì tụi con bắt đầu sống chung và kết hôn tới giai đoạn mà con sinh em bé ra thì tụi con mới làm giấy kết hôn, một bé gái một bé trai. Wow, hai đứa luôn. Dạ. Con tổng cộng 4 đứa là con. Trời ơi trời. Là ở với con hết hả? Dạ, ba bé đầu con là con gái nè, rồi bé cuối cùng con là nam. Trời ơi, đã quá rồi. Ủa nhưng mà là hai bạn có trải qua một cái giai đoạn gọi là yêu xa, có nghĩa là không về được với nhau? Cũng có, là thời gian anh ở Úc và con ở Việt Nam. Bao lâu? Đâu đó tầm 1 năm, là tụi con yêu xa khoảng 1 năm. Có phải do Covid không? Dạ không phải, là do anh có công việc ở Úc và con có công việc ở Việt Nam. Vậy thì ảnh có công việc Úc rồi, tại sao con không làm việc bên Úc mà con lại bỏ tất cả mọi thứ về với vợ? Thì tại lúc thời điểm đó là anh cũng có thuyết phục con là qua Úc. Tuy nhiên con thuyết phục ngược lại với chồng. Anh cứ tin tưởng em ở Việt Nam để chúng ta phát triển sự nghiệp. Có nghĩa là hiện giờ là tụi con là một cái cặp đôi rất là đầy đủ về mọi thứ. Và thành đạt. Chúc mừng Thu cuối cùng đã làm được mọi thứ. Rồi thôi giờ tới chuyện này nè, vui lắm nè. Về sống với nhau á, rồi có những cái gì mà mâu thuẫn, có những cái tật xấu gì mà của đối phương mà làm cho mình còn chưa hài lòng. Con làm kinh doanh đó cô, nên con đi cũng khá nhiều và rất là nhiều khách hàng, ngày nào cũng có một cái tiệc gì đó. Mà chồng con bị cái tính gọi là hay ghen. Ví dụ như là trong một bàn tiệc 10 người, chú sẽ tìm được những cái người mà cùng cái gu với mình. Thì mình cùng cái gu thì mình nói rất là nhiều, tính con là vậy. Về xong kêu là em, tại sao ngày hôm đó em nói chuyện với anh đó nhiều như vậy? Và có thể là những cái event đi, mình rủ anh đi, anh không đi. Không đi xong về cái anh sủi mặt đóng vậy đó. Mà nhiều khi con đi về con chưa có kịp ăn nữa và con rất là mệt vì cái điều đó. Và ổng cứ liên tục là hờn là em thế này, em thế kia, em có thấy người ta nhìn em như thế nào không? Ổng liên tục hỏi những cái câu hỏi mà nó không phạm vi trả lời của mình. Mẹ cứ là hỏi mình xong rồi buồn, không chịu, bữa nào là giận á. Là con nhìn con dễ biết lắm, tại vì tối về hai vợ chồng con hay đi chơi với nhau. Ảnh chở mình đi mà ảnh không nói một tiếng nào hết là biết ngày hôm nay anh giận rồi. Nhưng mà cái xác suất đó xảy ra một tuần lễ là mấy lần? Nếu mà con có đi là cứ xảy ra. Đâu có nhiều như vậy đâu. Một mà hay bị nói lên nhiều. Con cứ yên tâm rồi cô biện hộ cho con. Ngoài cái ghen đó ra thì còn những cái tật xấu gì nữa không? Với chồng con á, gia đình là số 1. Có nghĩa là với anh, mẹ anh và anh nhiều khi còn cao hơn cả vợ và con. Và con cảm nhận điều đó rất là nhiều. Tại vì tính con như vậy nè, tính con là cũng coi gia đình chồng giống như gia đình mình hết. Mình không có quan tâm cái chuyện là mình phải phân biệt là gia đình vợ thế nào, gia đình anh thì ra làm sao. Mà nhiều khi anh quan tâm đến mức quá mức á, mình nhiều khi mình cũng thấy buồn á cô. Có một xíu gì đó cũng hơi tủi thân. Cái ngày mà con sinh bé đầu tiên á, con ở trong bệnh viện. Anh nói con đúng con câu thôi anh của anh về nước rồi, anh phải lấy xe anh đón. Mặc dù con ở viện có một mình. Mà ngày đó là con sinh luôn á cô, con sinh em bé mới có ngày 1 à. Anh chạy xe một mình lên tận thành phố đón anh. Tại vì lúc đó con sinh ở Cần Thơ. Con cũng ok, tại vì cái tính con là người ta đã muốn là con sẽ không cản. Anh bỏ con một mình ở bệnh viện. Mặc dù con biết bản thân con có thể tự lo cho con và tự lo cho con được, nhưng mà anh vậy đó, anh cứ là đặt gia đình mình hơn cả vợ. Đâu có, đi là anh có hỏi đàng hoàng hết. Không, ví dụ cô nói con nghe, những lúc người phụ nữ khi sanh nở đó là những lúc mà yếu đuối lắm. Bản lĩnh cỡ nào đi chăng nữa, cái lúc đó là lúc mềm yếu nhất. Nó giống như là cái con rắn mà lột da, cô lột á, yếu ớt và rất cần chồng mình bên cạnh. Cái đó cô nói nghiêm túc nha. Thì ví dụ như với anh của mình có thể bằng cách nào đó để có thể rước anh người khác. Nhưng mà ngay lúc đó là vợ mình phải là số 1 đã. Rút kinh nghiệm nha, Không muốn ông xã mình thay đổi điều gì. Đúng rồi, đó. Con nghĩ là bây giờ cái mà anh cần thay đổi nhất là anh phải hiểu em là con người như thế nào. Tức là tất cả mọi thứ em ra xã hội để làm gì, về vai trò của em làm sao, thì anh phải tin tưởng em. Hay gì anh đi nghĩ những cái chuyện mà nó không hay xảy ra. Thì mình đến với nhau trong cuộc đời này để làm gì? Để yêu thương nhau, để thấu hiểu cho nhau và bao dung hơn nữa. Chứ không phải là kiểu anh nghĩ, anh nói những cái câu em biết là nhiều khi anh giận quá hay là anh đang nghĩ những cái vẩn vơ gì đó. Em không có trách nhưng mà em cũng có cái buồn. Dạ. Cũng thương đúng không? Rồi bây giờ tới Huy nè. Nói thẳng luôn là có những cái tật xấu gì. Đó. Cô không có gì tật xấu gì nhiều đâu cô. Nhân tiện hôm nay với chương trình này, như vợ có nói đó, trước giờ ổng không có tỏ tình, ổng không có cầu hôn, ổng không có lãng mạn. Vợ đang rất là cần những cái điều đó. Và đặc biệt trong cái ngày hôm nay, anh muốn Huy thể hiện một cái gì đó hoặc là nói một cái điều đó với vợ, trong cái chương trình ngày hôm nay. Anh chỉ mong là có bất cứ vấn đề gì thì em nói cho anh để anh chia sẻ với em, chứ em đừng có để trong lòng nữa. Anh đã quyết về đây rồi thì em tới đâu thì anh theo em tới đó thôi, cũng không biết nói gì hết. Nhưng mà em muốn cho anh hiểu được rằng em đứng được vị trí ngày hôm nay, tất cả em nghĩ là đều nhờ anh. Hay quá. Mặc dù ngoài xã hội có nghĩa là em tài giỏi, có nghĩa là em xinh đẹp hay em gì đó, em không quan tâm. Vì em hiểu được rằng em có anh, em sẽ có tất cả mọi thứ trong cuộc đời này. Trời ơi, chết tôi rồi, trời ơi. Thì quá ngôn tình. Huy ơi là Huy. Chúc mừng hai vợ chồng của Thu và Huy ha. Thì bác sĩ kêu là con đẻ mổ, thì bác sĩ kêu em bé ra nha. Ông này ông khóc trước con. Và ông khóc rất là lớn. Ông khóc lấn át tiếng con với em bé, con khóc luôn. Bác sĩ mới kêu, ủa sao khóc hoài vậy em? Ba khóc hoài vậy? Cái ông vẫn cứ khóc. Cái con bình tĩnh thôi, con không khóc nữa. Con nói hơi sai sai. Mình là mẹ, mình phải là người khóc nhiều hơn chồng mình. Ông cứ cảm động quá. Cái con nghỉ khóc luôn, tự nhiên con tắt tiếng khóc, con không khóc nữa. Con nói anh bình tĩnh đi, anh ơi bình tĩnh đi em, bình tĩnh, anh bình tĩnh. Bác sĩ cứ y nguyên một ekip, cứ ba người ngưng khóc chưa. Lần đầu tiên ông trải qua cảm giác đó và cũng lần đầu tiên con có cái cảm giác đó. Chúng ta cùng đến với câu chuyện tiếp theo của cặp vợ chồng số 2. Xin chào hai bạn trẻ, mời hai bạn giới thiệu về mình. Con xin chào chú Quốc Thuận, con chào cô Hồng Vân. Thì con tên là Bùi Thế Phương Thịnh, năm nay con 27 tuổi. Con sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh và công việc chính bây giờ là đang là kinh doanh cuốn cảnh. Rồi. Dạ con chào chú Quốc Thuận, con chào cô Hồng Vân, con tên là Nguyễn Ngọc Tường Vân. Năm nay con 30 tuổi, con sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh, cũng làm chung nghề chồng con luôn. Dạ. Vậy là Tường Vân là nhỉnh hơn ông xã là có 3 tuổi. Dạ. À, như vậy là cái mối tình chị em này chắc có lẽ là rất là thú vị đây. Đó, thôi bây giờ kể cho anh nghe coi cái cơ duyên nào mà hai chị em gặp nhau, rồi có ấn tượng gì về nhau không? Dạ thì thật sự là gặp nhau ở trên Tinder. Bữa đó là đêm Noel, chiều đó thì con mới nhắn tin. Kiểu cái đó là mình lên mình quét thôi. Ví dụ ai mà match nhau á thì sẽ thấy nhau và nhắn tin được. Thì bữa đó con mới lên con thấy là vợ con thấy xinh quá, tại mũi cao, tại vì con rất thích mấy bạn nữ là mũi cao. Đó, thì là con lên con mới nhắn vậy thì tình cờ vợ con mới trả lời lại. Xong rồi trong bữa đó luôn là khoảng 2 tiếng sau là hẹn gặp nhau luôn. Dạ. Quá thần tốc đó, đúng không? Dạ đúng. Là không cần cái gương mặt, chỉ cần cái mũi cao là khoái rồi. Dạ đúng rồi. Đó. Còn nhưng... con làm sao? Thì lúc đó là kiểu như là ngày 24 tháng 12 thì cũng không, con không có quen ai hết á. Thì cũng lên trên Tinder lướt thì gặp anh này, cũng hai em rảnh không đi chơi. Nhưng mà mình thì kiểu mình cũng không phải là gì mà không có bạn, không có bổn gì hết. Thôi đi đại cho nó vui. Thì cũng hẹn gặp anh này, thế là hai đứa gặp nhau thôi. Trước cách đó 1 tiếng á là hai đứa có video call với nhau. Thì lúc đó là vợ con mới đi làm về. Thì thứ nhất là tóc nó rất là bết, mặt thì da bóng dầu tùm lum hết. Trời ơi sao mà già quá vậy, nhìn giống như 30 mấy. Tại vì trên đó là nó có ghi luôn là lớn hơn mình có 3 tuổi thôi. Thì nó đúng luôn cái độ tuổi là con rất là thích. Tại vì con thích quen người lớn hơn tầm 3 tới 2-3 tuổi đó. Đó. Thì lúc mà trời ơi sao kỳ vậy ta. Thì lúc đó là con tính quay xe rồi, con không có tính gặp. Nhưng mà nghĩ là thì mình là đàn ông mà mình cũng hẹn phụ nữ người ta rồi thì nó kỳ quá. Đó kiểu vậy thì con cũng quyết định là con đi gặp. Thì trên đường đi thì vợ con lại gọi nó là anh ơi em có thêm 2 đứa bạn nữa. Ủa kỳ vậy này đã già rồi mà sao giờ tự nhiên hẹn ra mấy đứa bạn nữa. Trời ơi, sao giống trong câu chuyện chàng khù khờ với lại cô thợ đào may mắn vậy, kiểu vậy đó, là cũng quay lại nữa rồi. Nhưng mà hơi lỡ hai lần tính quay xe. Đúng rồi, hai lần tính quay xe. Thì không phải là dẫn theo một gia đình, có nghe một cặp vợ chồng với một đứa con theo thôi. Tại vì có bạn thân thì rủ theo thôi chứ không phải là dẫn hai cô bạn. Nhưng mà lúc đầu đi kêu là dẫn theo hai đứa bạn. Dạ thì con mới hiểu lầm. Sao kỳ vậy ta, đó kiểu kiểu như vậy. Vậy lúc mà con gặp bạn này ngoài đời thì con thấy sao? Con nói không phải gu tôi rồi. Tại sao vậy? Nhỏ hơn mình đúng không? Ông để hình là ông để tóc màu nâu, cái mặt gọi là cũng gọi là chững chững. Ra ngoài con nói cặp thằng trẻ trâu này, cái tóc vàng khè không biết vàng hay là màu bạc, nó rất là kỳ. Sao mà mặc cái quần mà rách, ví dụ người ta rách một cái đường mỏng như cái đùi thôi, rách tét luôn cái đùi luôn, rách tét luôn cái đùi luôn. Còn Thịnh thì sao? Dạ thì nói chung con cũng ngạc nhiên, tại vì vợ con lúc mà tắm rửa rồi trang điểm make up nhìn rất là khác luôn, rất là đẹp luôn. Đây giống như vậy không? Xứng má như vậy không? Đó, cho nên là lúc đó thì nhẹ nhàng hơn nên là nhìn nó không có bị quá lố. Cái mood của con lên liền đúng không? Lên liền. Rồi đến lần thứ mấy thì bắt đầu mà thấy là bạn này là không phải trẻ trâu nữa. Dạ tầm tầng cả một tuần sau là thấy ok hơn. Con nói là tại lúc đó đeo vẫn còn đeo bông tai rồi bấm 2-3 lỗ rồi này đó. Cái con nói là em không thích anh để cái tóc đó, em không thích anh mặc đồ giống như vậy nữa, cũng không thích đeo bông tai. Thì ổng sửa ngay là góp ý liền là ổng sửa ngay. Rồi sau đó bao lâu mới tỏ tình với Tường Vân? Dạ, thật sự là từ đó giờ tới bây giờ luôn cũng không chưa bao giờ tỏ tình. Dạ nó cứ nói vậy đó, cứ giờ hỏi là giờ anh với em sao, thì con trả lời là thì quen. Con là một người thích rất là kiểu như cũng thích lãng mạn đôi chút á, thì cũng kêu anh không yêu em hả? Ổng yêu quen chứ. Ổng vậy đó, ổng không bao giờ ổng ít, ổng khi nào ổng nói là yêu thương mình lắm, kiểu như ổng thể hiện nhiều hơn là ổng nói. Nhưng mà con thích không? Dạ con thích, con thích hơn là cái cách ổng nói. Bao lâu nữa thì mới đám cưới? Thật sự thì tụi con chưa có tổ chức đám cưới được do là dịch. Tụi con kết hôn trước và hiện tại có một bé luôn rồi. Vợ con á là bị u nang buồng trứng, nên là mổ hết một bên rồi, nên là bác sĩ kêu là cái khả năng sinh con nó rất là thấp. Đó. Thì đợt đó trong đợt dịch nè, con qua nhà bà ở thì mẹ con mới nói là thôi giờ nếu mà hai đứa thương nhau rồi thì thả luôn đi, có thì có. Đó thì con thả luôn, ai về dính luôn. Dạ con gái. Thật sự thì cái bệnh này con cũng biết rất là lâu rồi. Lúc quen ông này nghĩ là quen chơi thôi, lúc mà con khám ra là đã bự bằng một cái quả trứng gà rồi. Thì mới hai đứa mới quen tầm đến 1 tháng thôi, con nói chắc mà bác sĩ kêu là nếu mà xét nghiệm là có thể là bị ung thư. Trời. Thì con mới nói với ổng là thôi chắc là em với anh chia tay đi, chứ là nếu mà em bị vậy thì cũng khó có con lắm. Thì ông này ông mới nói là thì bây giờ em cứ đi mổ đi. Con nói thôi mổ rồi ai chăm? Thì ổng nói anh chăm. Thì cái chăm khoảng một thời gian rất là dài, kiểu như là vô bệnh viện thì lần đầu tiên ổng phải kiểu như là mình bị mổ thì cái phần dưới á ổng sẽ vệ sinh rồi ổng tắm rửa, ổng này kia ổng lo cho mình hết. Mà con mới nói là đó đối với con như là đã đủ rồi, không có cần gì hơn nữa. Đúng rồi. Trời ơi, nó là quá đủ chứ không phải là đủ vừa nữa. Còn hơn 1000 rồi, 1 vạn rồi, tỏ tình 1 vạn rồi, yêu thương nữa. Không cần nói gì hả con? Dạ. Tại vì chú thấy Tường Vân đang rất là xúc động. Dạ. Thật sự thì con rất là vui, kiểu như là mình mong chờ rất là lâu rồi mình có con. Con vui hơn là trong lúc con sinh thì có chồng con 24/24 lúc nào cũng có mặt. Và con cũng muốn kể một câu chuyện giống như là lúc mà con sinh á thì cái cảm nhận của một người mẹ thì sẽ rất là rưng rưng, cái mình hơi rưng rưng thì mình chưa có khóc. Thì bác sĩ kêu là con để mổ, thì bác sĩ kêu em bé ra nha. Ông này ông khóc trước con, và ông khóc rất là lớn, ông khóc lấn át tiếng con với em bé, con khóc luôn. Bác sĩ mới kêu ủa sao khóc hoài vậy em, ba khóc hoài vậy? Cái ông vẫn cứ khóc. Cái con bình tĩnh thôi, con không khóc nữa. Con nói hơi sai, mình là mẹ mình phải là người khóc nhiều hơn chồng mình. Ông cứ cảm động quá. Cái con nghỉ khóc luôn, tự nhiên con tắt tiếng khóc, con không khóc nữa. Con nói anh bình tĩnh đi, anh ơi bình tĩnh đi, em bình tĩnh, anh bình tĩnh. Bác sĩ cứ y nguyên một ekip, cứ 3 người ngưng khóc chưa. Lần đầu tiên ông trải qua cảm giác đó, và cũng lần đầu tiên con có cái cảm giác đó. Giống như là hai chồng cãi nhau rất là nhiều, những cái chuyện linh tinh thôi, nhưng mà ở chung với nhau tới bây giờ là cả một quá trình rất là dài. Đúng vậy. Con tả cái cảm giác con lúc đó. Con cũng rất là thích con gái đó, con nghe tiếng nó khóc lên cái là tự nhiên cảm xúc nó òa lên, nó khóc luôn. Với một phần nữa là thương vợ nữa đúng không? Dạ đúng rồi. Đến phần kia đi, dạ. Anh ấy trẻ tuổi hơn mình, dạ, đúng không? Dạ. Chắc chắn là về ở với nhau chắc lòi rất là nhiều tật xấu đúng không? Dạ đúng rồi. Ông này thì ổng có cái tật là ổng nhây. Lâu lâu bây giờ thì ổng bị ngược lại, ổng sẽ hỏi em có yêu anh không? À, em có yêu anh không? Con trả lời là yêu. Sao? Không nghe. Yêu. Sao? Không nghe. Cứ vậy là mình quạo. Tại con là người rất dễ quạo. Không thích hỏi nhiều, đừng hỏi nhiều, đừng hỏi làm gì, hỏi một lần thôi. Mà mình đã vừa chăm con rồi, mình vừa chăm chó nó, mình rất là dễ bực mình mà ổng cứ yêu anh không, yêu anh không. Cứ vậy hoài, từ sáng tới chiều mà ngày nào con cũng phải chửi. Nó em mệt anh quá. Em mỗi lần bà chửi mình thấy sao Thịnh? Dạ thấy vui chứ, tại vì giờ một ngày mà im là con không chịu được. Tại vì vợ chồng con hay cãi lộn mà mấy cái vụ mà xàm thôi à, chứ không phải là nó lớn lao hay là nó gây gắt gì hết. Đó kiểu vậy, giống như là con nhây quá cũng chửi. Hoặc là ví dụ như con làm gì không đúng cũng chửi. Lý cái thành thói quen mà một ngày bà im một cái nói sao kỳ vậy ta, chết rồi hôm nay có vấn đề rồi. Đó kiểu đại loại. Cho nên là phải chọc để cho bà chửi. Giống tôi vậy đó. Hồi đó tôi chưa có con đó, tôi hay chọc vợ tôi lắm. Ngày nào bà không được tôi là ngày đó tôi ngủ không ngon á. Rất khoái được. Rồi sao nữa nè, tiếp tục còn tật xấu gì nữa? Thứ hai, chỉnh chu quá mức. Con không phải là con bê bối nhưng mà ông quá chỉnh chu. Ông xịt nước hoa một cái là con tự xịt hết nguyên một chai. Anh xịt cái gì dữ vậy? Mà đi đâu là xịt. Tụi nó con dị ứng với mùi nước hoa, nó xịt rất nhiều. Đối với con là mùi hôi đó mà nó hoài cũng không sửa, cứ thế xịt. Mà có con nữa, ông nói cho con ngửi chung cho nó vui, cho nó thơm. Nó không có thơm gì trơn, hôi lắm là cũng cãi lộn vụ xịt nước hoa. Cô ấy có những tật xấu nào đáng yêu nào? Có một cái tật xấu rất lớn là vợ con kèo, kèo lắm. Một bữa nào đó mà mình ví dụ mà đi mua đồ hoặc là ăn uống gì đó mà chi quá nhiều tiền này là mặt bả nụ liền. Đó kiểu vậy. Hoặc là ví dụ mình phụ nữ đi thì mình cũng phải thích mặc đồ đẹp, thích này nọ. Còn bà này không, trang sức, nước hoa, quần áo đẹp, giày đẹp, tất cả mọi thứ bà không cần. Bà chỉ cần là trong người bà có nhiều tiền thôi. Đó kiểu vậy, bà rất ghê tiền. Mỗi ngày có đếm tiền rồi là lâu lâu cái lấy vàng ra đếm. Dạ đếm hoài luôn ngày nào. Nói chung là chi tiêu nó rất là chặt chẽ. Thì cái tính của con trước khi quen bả là con thích xài những cái đồ mà giống như nó không phải là hiệu nhưng mà nó cũng tầm 3-4 triệu, 4-5 triệu vậy đó. Thì con mua thì con cũng không có suy nghĩ nhiều. Nhưng mà từ khi quen bả là không, no. Anh mua cái 100 mấy mặc được rồi. Bả là giống như là bạn thân của chợ gì đó, chợ Hành Thông Tây. Đúng rồi, chợ Hành Thông Tây ra mua đồ mấy chục ngàn đồ bộ mặc đi đâu cũng mặc cái bộ đồ đó hết. Thậm chí là nhiều khi mẹ con này, mẹ ruột con á cũng nói trời Vân ơi sao mà mày nhìn mày ấy, không có chị không gọi là già hơn Thịnh này đó, mẹ còn phải đi mua đồ để cho bả mặc nữa. Đó tại vì bà không có chăm chút mấy cái đó. Rồi sao có nhịn ăn nhịn uống gì không? Dạ không, bà này khoái ăn uống lắm, không lấy tiền mua đồ nhưng mà ăn uống thì chi thoải mái, rất là thoải mái. Đúng rồi. Nhưng mà chi nhiều quá thì mặt nụ. Phụ nữ á nói vậy thôi chứ mà yêu bằng lỗ tai đó con. Con là con quá tuyệt vời trong vấn đề về hành động rồi, nhưng mà giờ con bồi thêm. Nếu giờ chưa quen thì lâu lâu con làm cú. Hồi bữa nay làm luôn đi chị, hiểu không? Ừ làm luôn hả? Làm luôn đi chị. Thể hiện với vợ, muốn dành cho vợ một cái sự bất ngờ. Thì nói chung là từ đó tới giờ thì từ lúc mà yêu em cho tới cưới em á thì anh cũng không có cho em cái gì được nhiều. Đó thì nói chung là anh cũng làm em buồn nhiều, nên là những cái tật xấu của anh thì anh sẽ cố gắng anh bỏ. Với lại anh cảm giác là bây giờ anh chưa có lo được cho mẹ con em được những cái thứ tốt nhất thì anh sẽ cố gắng, thì trong thời gian sắp tới anh sẽ lo được cho em nhiều hơn cũng như cho con nhiều hơn ha. Trời ơi, dạ nói cái gì đi con? Em phải cảm ơn anh, đã là chồng của em, là ba của con em. Anh không phải là một người quá lãng mạn, nhưng đối với em chỉ cần như vậy thôi. Em mong là sau này anh giữ sức khỏe và mãi yêu mẹ con em, như thế thôi. Trời ơi, một cái trời ơi. Mãi yêu mẹ con em như thế thôi. Rồi, anh chỉ chúc cho hai em nghe, sẽ yêu nhau nhiều hơn nữa nghe. Và bây giờ là phần kiểm tra hữu ý và bốc thăm may mắn. Trước tiên đó chính là trọn bộ Somo Jurica với 5 màu sắc trẻ trung đến từ Love Shopping. Và món quà thứ hai đó chính là sản phẩm cốt phở bò của công ty Quốc Việt Food, được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không dùng chất bảo quản. Và món quà thứ ba đó chính là bộ sản phẩm dưỡng đặc trị da của thương hiệu Nature of Love (NOL), được sản xuất trên dây chuyền hiện đại và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc với hơn 95% chiết xuất từ tự nhiên, giúp làn da bạn tươi trẻ, mang về vẻ đẹp tự nhiên. Và món quà thứ tư đó chính là một món quà hết sức đặc biệt, ai nhận cũng đều yêu thích, đó chính là miếng cước chùi nồi. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến phần kiểm tra hiểu ý. Các bạn đâu lưng lại nhau nè. Thói quen xấu nhất của chồng bạn là gì? Rồi, mở ra. Cằn nhằn nhay trớt quất. Rồi, thói quen xấu của Huy là gì? Mở ra. Thù ghen, nói nhiều, rồi trớt quất. Như vậy thì kết quả trên trả lời trớt quất hết. Đúng rồi. Cho nên chính vì thế mời hai anh chồng bước lên một bước, nhìn nhau vào quánh tù xì, coi ai thắng thì sẽ được ưu tiên chọn trước. Quánh tù xì, tù xì. Rồi thua về chỗ. Dạ có thích màu xanh lên trời. Màu xanh lên trời, đứng đó. Hai chồng Huy màu gì? Đó. Rồi tôi màu hồng lên đi. Trời ơi, ông giành liền vậy luôn á hả? Trời ơi, em yêu đàn ông quá à. Thuận với chị Vân sẽ mở trước, hai cặp vợ chồng sẽ mở sau. Nha, 1, 2, 3. Trời. Rồi. Em đúng xong rồi. À. Chị có tin vui nè. À, mời hai cặp vợ chồng chuẩn bị. 1, 2, 3 lên. Em. Rồi, chúc mừng cặp vợ chồng của Tường Vân và Thịnh đã nhận được một phần quà, đó chính là cốt phở bò của công ty Quốc Việt Food. Và chúc mừng hai vợ chồng Huy và Thu đã nhận được bộ mỹ phẩm dưỡng đặc trị da đến từ thương hiệu Nature of Love NOL. Kính thưa quý vị, đến đây thì thời lượng phát sóng dành cho chương trình Vợ chồng son đã hết. Thay mặt chương trình Vợ chồng son xin cảm ơn hai cặp vợ chồng Thu Huy và Tường Vân cũng như là Thịnh đã đến đây tham dự chương trình kỳ này. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tối Chủ nhật hàng tuần lúc 22 giờ trên kênh HTV7 với chương trình Vợ chồng son.